quan tâm chăm lo cho đoàn viên công đoàn và người lao động, giao lưu về sách và văn hóa đọc, lắng nghe tiếng nói của trẻ em, rộn ràng khuyến mãi kích cầu tiêu dùng dịp lễ, tác đoa tội phạm trộm cắp tài sản diễn biến phức tạp. Kính chào quý vị, bây giờ là bản tin 24 giờ thứ hai ngày 1 tháng 5 năm 2023 được phát sóng vào lúc 19 giờ 30 phút trên báo Gia La điện tử. Sau đây là nội dung chi tiết. Kính thưa quý vị, Hướng các hoạt động về cơ sở, lấy đoàn viên công đoàn người lao động làm trọng tâm. Ngay những ngày đầu của tháng công nhân và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2023, Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai đã tổ chức và phối hợp tổ chức nhiều chương trình thiết thực, tạo sức lan tỏa sâu rộng. Theo đó, vào các buổi chiều ngày 26 tháng 4 đến hết tháng 6 năm 2023, bệnh viện sẽ đo thị lực khám bệnh, tư vấn và cấp thuốc miễn phí các bệnh về mắt cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Đối với những bệnh lý cần phẫu thuật, bệnh viện sẽ miễn phí hoặc giảm chi phí từ 20 đến 50% tùy vào mức độ. Không chỉ phối hợp tổ chức chương trình khám, tầm soát, tư vấn miễn phí các bệnh về mắt cho đoàn viên công đoàn, trong tháng công nhân 2023, Liên đoàn Lao động tỉnh còn tổ chức nhiều hoạt động thiết thực khác, đơn cử là giải bóng bàn truyền thống công nhân viên chức lao động toàn tỉnh lần thứ 5 năm 2023, thu hút 24 đội đến từ công đoàn các cấp trong tỉnh tranh tài trao đổi với phóng viên bà Trần Lê Nhung, chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh cho biết, hưởng ứng tháng công nhân và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động, từ ngày 1 tháng 5 đến hết ngày 31 tháng 5 năm 2023, Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cấp công đoàn cơ sở tổ chức nhiều cách làm hay, mô hình thiết thực nhằm chăm lo cho đoàn viên người lao động cùng nỗ lực vượt khó làm việc trách nhiệm gắn bó cùng doanh nghiệp và tổ chức công đoàn. Ngoài ra, các cấp công đoàn còn tích cực hỗ trợ đoàn viên người lao động bị ảnh hưởng đến thu nhập, việc làm ở những doanh nghiệp bị cắt giảm đơn hàng để đoàn viên người lao động đảm bảo được thu nhập việc làm. Sách Người bạn của tôi là chủ đề đêm giao lưu giữa các nhà văn, nhà thơ, tác giả trẻ với các thầy cô giáo và học sinh một số trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Pleiku diễn ra vào tối ngày 27 tháng 4 đêm giao lưu do Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Gia Lai tổ chức nhằm hưởng ứng ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam. Tại buổi giao lưu, các nhà văn Thu Loan, Hoàng Thanh Hương, Lữ Hồng, thầy Đặng Văn Du, nguyên giáo viên trường trung học phổ thông Pleiku đã trao đổi trò chuyện cởi mở với các em học sinh về chủ đề sách và văn hóa đọc hiện nay, hướng các em đến những giá trị nhân văn cao đẹp thông qua thói quen đọc sách. Buổi giao lưu cũng dành thời gian tôn vinh các nhà văn, nhà thơ, thầy và trò các trường học đã luôn đồng hành cùng với văn hóa độc và có những tác phẩm đạt thành tựu nhất định trên con đường sáng tạo nghệ thuật. Thiếu nhi Gia Lai với luật trẻ em và an toàn trên không gian mạng là chủ đề của vòng chung khảo liên hoan các đội tuyên truyền măng non năm 2023 vừa được tỉnh đoàn Hội đồng đội tỉnh Gia Lai tổ chức tại khách sạn Pleiku Palace. Với sự nỗ lực của các đội thi, liên hoan đã được tổ chức thành công tốt đẹp. Ban tổ chức đã trao một giải nhất cho đội tuyên truyền măng non thành phố Lê Cư. Hai giải nhì được trao cho đội tuyên truyền măng non huyện Chư Bả và Cờ Bang. Hai giải ba thuộc về đội tuyên truyền măng non huyện Gia Cửa Rai và thị xã An Khê. Năm giải khuyến khích trao cho các đội thi còn lại. Ban tổ chức cũng đã trao ba giải phụ. Video clip phát thanh măng non ấn tượng nhất. Video clip có lượt bình chọn nhiều nhất trên mạng xã hội. Phần thi hùng biện xuất sắc nhất. Anh Đỗ Duy Nam, Phó Bí thư tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội tỉnh, trưởng ban tổ chức, trưởng ban giám khảo Liên Hoan nhận xét, các đội tuyên truyền măng non đã bám sát chủ đề của Liên Hoan để chuẩn bị kỹ lưỡng về kiến thức cũng như nội dung các tiểu phẩm. Các đội thi đã truyền tải những thông điệp ý nghĩa, nhiều đội đã đề cập vấn đề mang đậm tính thời sự, được xã hội quan tâm trong thời gian qua và đề ra nhiều giải pháp thiết thực. Liên Hoan còn góp phần thể hiện tinh thần trách nhiệm của các tổ chức, đoàn, hội đội đối với trẻ em. Kỳ nghỉ lễ dỗ tổ Hùng Vương 30 tháng 4 và 1 tháng 5 năm nay kéo dài 5 ngày. Đây là dịp để người dân nghỉ ngơi vui chơi mua sắm và cũng được xem là cơ hội lớn cho các cửa hàng siêu thị hộ kinh doanh đưa ra nhiều chương trình khuyến mãi kích cầu tiêu dùng. Việc tung ra các chương trình khuyến mại đặc biệt vào dịp lễ 30 tháng 4 và ngày 1 tháng 5 không chỉ giúp các doanh nghiệp kích cầu nhu cầu mua sắm mà còn góp phần sáng tạo nên không khí rộn ràng, phấn khởi trong kỳ nghỉ kéo dài. Dịp nghỉ lễ thường là thời điểm sôi động nhất của thị trường khi nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng tăng cao, đặc biệt vào dịp lễ 30 tháng 4 và ngày 1 tháng 5, thị trường thường có xu hướng tăng trưởng mạnh mẽ do nhiều người sẽ dành thời gian để đi du lịch, mua sắm và tận hưởng những ngày nghỉ. Tuy nhiên, theo đánh giá của người bán, mặc dù sức tiêu thụ tăng so với những ngày trước nhưng lại giảm đáng kể so với cùng kỳ. Thưa quý vị, từ đầu năm đến nay, hoạt động của tội phạm trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện Đắk Đoa diễn biến phức tạp. Trước tình hình đó, công an huyện đã triển khai nhiều phương án phòng ngừa, quyết liệt đấu tranh với loại tội phạm này. Thiếu tá Lê Anh Tuấn, đội trưởng đội cảnh sát hình sự công an huyện Đắk Đoa cho biết, để kiềm chế tội phạm trộm cắp tài sản, thời gian tới, công an huyện tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các tội phạm tại cơ sở và thông qua các nhóm Zalo, Facebook nhằm nâng cao ý thức cảnh giác cho người dân đồng thời nắm chắc tình hình quản lý chắc địa bàn, đối tượng, tổ chức các đợt cao điểm tấn công trong áp các loại tội phạm nói chung, tội phạm trộm cắp tài sản nói riêng và tăng cường hoạt động, phối hợp tuần tra khép kín địa bàn, nhất là các tuyến địa bàn trọng điểm và nắm chắc di biến động về nhân khẩu, hộ khẩu, quản lý cư trú, quản lý người chấp hành xong án phạt tù, người nghiện ma túy ngoài xã hội, không để phát sinh điều kiện khả năng gây án. Thông tin trên cũng đã kết thúc bản tin 24 giờ hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.